À, Châu Gia Long xin mình chào toàn thể quý anh chị mình ạ. Hôm nay đúng ngày đầu tháng 7 quý vị, ngày mùng 1 tháng 7, thứ sáu, buổi tối thứ sáu ngày mùng 1 tháng 7 thì Long quay trở lại ở Cần Thơ để chia sẻ các mặt hàng gốm sứ này, các cái đồ gỗ, đồ đồng ở khu vườn của bạn Tuấn quý vị. Chia sẻ cùng quý anh chị mình, chúng ta cùng đón xem và giao lưu ủng hộ cho bạn Tuấn ha quý vị. Đây, xin chào bạn Tuấn nhé. Rồi, xin chào, kính chào quý cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc đến với xem kênh với Châu Gia Long ha. Hôm nay em có về được là một số tác phẩm đồ gốm tàu xưa ha, với đồ đồng với đồ đồ gỗ. Em xin giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Ok bạn Tuấn, mình sẽ đi vào chủ đề luôn, không để làm mất thời gian của quý anh chị nữa ha. Ok, đến với mã số H1 này em là có về được một bình chế tàu ha. Bình chế tàu này là cũng trên 20 năm ha, cô chú anh chị mình ha. Một cặp Khá xưa, trẻ khá cặp to chế thì nhé. khá to ha. Chiều cao của em nó là 75. Cao là 75. Vình bụng của em nó là 123. Lành tích liền lạc hết ha, cô chú anh chị mình ha. Ủa, nặng vậy Ơi nặng lắm. Cặp này nặng lắm anh. Một cái là 20 kg, 20 kg giờ đổ lên đây cô chú anh chị mình ha. Một cái ha. Một cái. Khá nặng quý vị nhé. Khá nhá. Nặng ha. Hoa văn hoa tiết cũng rất là sắc sảo. Đây là em bao toàn bộ là vẽ tay 100% cô chú anh chị mình ha. Hàng vẽ tay ha. Hàng vẽ tay, nói chung là vẽ tay hết hoàn toàn. Đồ này chúng là cũng xưa xưa. Đồ cũng xưa. Đến với mã số H1 này em giao lưu cô chú anh chị là mình là với giá là 6.500.000, em bao ship cô chú anh chị mình là toàn quốc ha. Là cặp pin này là giá 6.500.000. 6.500.000 ha. Mã H1. Mã H1. Này một cặp giống nhau quý vị nhé. Dạ, một cặp lành tích liền lạc giống nhau ha. Rồi khá là to luôn. Em ôm thử cô chú anh chị mình hình dung ha. To lắm. Bự bự hơn cái mình em nữa. Rồi đến với mã số H2 đây ha. Ok. Rồi. Xuống em ơi. Xuống. Mã H2. Rồi, mã H2 là em được về một cặp bình là Việt Nam xưa ha. Bình này là họa tiết là chạm nổi gồng phụng ha. Cái này là một cặp luôn hả bạn? Dạ, được một cặp anh. Rồi. Cái hàng này hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam đắp tay, đắp nổi, đắp tay hết anh. Đây này, quý anh chị mình này, rong gồng phụng. Đắp nổi quý vị nhá. Rất là tinh xảo luôn ha. Rất là tinh Từ xảo. Từ thời xa xưa mà đã làm ra được những cái họa tiết như thế này. Cặp bình này em bao cô chú anh chị mình trên là 30 năm ha. Khá là xưa. Cục gốm rất là cũ, để em coi cho coi chừng để đây. Cũ lắm nha. Cũng khá là nặng cô chú anh chị mình ha. Từ xa xưa mà đã làm nó được những cái cột những cái hòa tiết nó rất là sắc sảo luôn quý vị ha. Mấy cái đường nứt do người ta hồi đó là nung lò đất nhiệt độ nó không có chính xác nên nó bị gẹn gẹn kiểu này ha cô chú anh chị mình, chứ nó không có lỗi ha. Hồi xưa thì lọc ủi không quý vị ha. Rồi báo thông số của chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Tổng chiều cao chiếc bình là 59. Cao là 59. Cao 59. Vành bụng là 85. Vành bụng là 85. Này một cặp giống nhau y chang quý vị nhé. Rồi miệng nó là 19 luôn. Miệng là 19. Rồi mã H2 này em giao lưu cô chú anh chị mình là với giá là 4.200.000, bao ship toàn quốc ha. 4.200.000 cho một cặp này luôn quý vị nhé. Dạ một cặp luôn. 2 triệu 1 đấy. Bình đối xứng nhau rất là đẹp ha cô chú anh chị mình ha. À là một cặp đối xứng luôn ha. Đối xứng nhau ha. Rồi ok, chúng ta tìm hiểu để giao lưu cái mã H3 quý vị. Rồi đến với mã H3 là em có về được một cặp bình là Long Ẩn ha. Cũng cái này là hàng tàu xưa cô chú anh chị mình ha. Cặp Long Ẵng hàng tàu xưa. Nói vẽ chung là hả? Vẽ tay toàn bộ luôn anh. Hàng là lành tích 100% ha. Đây những cái đường nét vẽ tay nhìn nó cổ kính như quý vị này. Đấy. Cái này dính là cái đó là băng keo thôi. Băng keo thôi. Rồi, chiều cao của em nó là 53. Cao đây là 53. Dạ. Quanh bụng là 77. Quanh bụng là 77. Miệng là 19 luôn ha. Cái cặp bình này em giao lưu cô chú chị mình đi với giá là 3.800.000, bao ship toàn quốc ha. 3.800.000. 3.800.000 quý vị nhé. Dạ. Mã H3. H3. Ok, mình lên cái mã H4.
tiếp tục là một cặp bình nữa. Đến với mã H4 là em có về được một cặp bình Việt Nam xưa ha. Quả tiết là tùng hạt ha. Tùng hạt. Tùng hạt. Vẽ tay hồi xưa luôn. Vẽ tay xưa luôn anh. Cái này được khoảng bao nhiêu năm Văn Tuấn? Cái này tầm 20 năm trở lại rồi. 20 năm cũng gọi là cũng xưa xưa thôi ha. Dạ. Yeah. Chưa cổ lắm. Chưa cổ lắm. Họa tiết rất là tinh xảo, rất là hài hòa ha. Lành tích. Lành tích toàn bộ ha. Rồi, tổng chiều cao của em nó là 52. Cao lên là 52 thôi. Dạ. Hoành bụng nó là 68. Hoành bụng là 68. Hoành miệng là 17. Đường kính miệng là 17. Rồi đến với mã số H4 em giao lưu cô chú anh chị giá là 2.6 triệu, em bao ship toàn quốc ha. 2.6 triệu cho một cặp này quý vị ha. 2.6 triệu. Rồi đến với mã H5 này em giao lưu với cô chú anh chị là một cặp bình là Việt Nam xưa luôn ha. Ủa kệ bên này sao màu trắng không hay là hòa tiết? Đây anh, hòa tiết nó giống nhau. À, giống nhau ha. Ừ. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng Việt Nam xưa, hàng này cũng em không biết hàng cái lò nào nữa. Nó cũng khá là xưa. Có gì có một lò không các bạn? Đây, chung đế. Chung đế. Lần tích. Lần tích lần lặng hết ha. Những cái đồ gốm này càng xưa thì càng quý quý vị nhé. Rồi chiều cao của em nó là 48. Cao lên là 48. Dạ. Yeah. Còn bụng của em nó là 60. Mình bụng 60. Miệng là 16. Miệng 16. Rồi mã H5 này em giao lưu cô chú anh chị với giá là 2.4 triệu, em bao ship toàn quốc ha. 2.400.000, 2.400.000 quý vị. Rồi. Okay, mình lên cái mã H6 ha. Rồi đến với mã H6 là em cũng về được một cặp bình Việt Nam xưa nha. Gớm này chắc là gớm Biên Hòa xưa không anh? Biên Hòa xưa bình. Về một cặp luôn anh. Chung là lành tích liền lạc là 99% ha. Em bao cô chú anh chị mình ha. Quý vị mình có thể thấy được những nét hoa tiết vẽ tay hồi xa xưa quý vị. Lành lặng liền lạc hết cho cô chú anh chị mình ha. Rồi chiều cao của em nó là 47. Quanh bụng em nó là 67. Quanh bụng là 67. Yeah. Đường kính miệng là 19. Đường miệng là 19. Rồi mã H6 này em giao lưu cô chú anh chị là giá 2.600.000, em bao ship tới cửa ha. Toàn bộ cái hàng của mình là bảo bể vỡ hết tới nhà. Dạ, em bao bể vỡ hết tới nhà luôn anh. Ok. Nếu mà có cơ bản thì cái này là mình cái quá trình mình ship đi nó rủi ro nó cũng cao như bạn nhé. Yeah. Khá cao, rủi ro khá cao. Nên là mình cũng phải cẩn thận thật là kỹ càng trong cái việc mà vận chuyển á, cái khâu. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ok, mình sang cái mã H7. Rồi đến với mã H7 là em về được cái bình voi nha. Bình này cái bình voi anh. Ồ, cái này hay nha. Đây là bình voi mấy con lân. Nói chung là 5 con lân. Tính ra bình voi này để tượng trưng cho ngũ phúc ha. Cái này thì nó sẽ sử dụng vào mục đích gì ta? Để ngâm voi đó. Vô chầu á. À. Cái này mình siêu tầm về mình trưng được co, trưng bày được co cũng rất là đẹp nha anh, cũng rất là phong thủy ha. Ừ. Thì lân thì nó là mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Tài lộc cho gia chủ ha. Chiều cao của cái bình voi là 32. Cao 32. Đường kính bụng là 67. Đường kính bụng là 67. Lành tích tiền lạc hết ha cô chú anh chị mình ha. Lành tích. Rồi. Với mã số H7 này em giao lưu cô chú anh chị với giá là 1.600.000 ha. 1.600.000. 1.600.000. Mã H7 như thế này. Cũng khá nặng rồi cô chú anh chị mình ha. Khá là to. Dày lắm. Dày lắm. Lâu lâu em mới về sưu tầm được một cái to vậy ha, chứ thường thường cái nhỏ không thôi ha. Ừ. Ok, mình sang cái mã H8. Mã H8 là em về được một cái bình gót gồng nha. Bình gót tay nắm là gồng, ở họa tiết hai bên là phụng ha, gồng phụng. Gồng phụng. Dạ. Này cái quái cái gì này, là một con rồng luôn, nguyên một con rồng luôn cái gì nha. Đây, một con rồng luôn này. Rồng đang phun nước. Bình làm thủ công tay đắp nổi rất là sắc xảo ha cô chú anh chị mình. Bình này cũng xưa xưa phết rồi. Bình này xưa trên 30 năm nữa. Giá tiền của em bình này là bao nhiêu đây? Em mã số H8 này em giao lưu cô chú anh chị với giá là 2.400.000 ha. 2.400.000. 2.400.000.
Được, cái bình gọn như thế này quý vị. Bên đó ghi thông số đi. Rồi, tổng chiều cao của em nó là 43. Cao lên là 43. Dạ. Hoành bụng là 80. Hoành bụng của em nó là 80. Rồi, mã H8 em giao lưu cô chú anh chị giá 2.4 triệu, em bao ship toàn quốc ha. 2.400.000 cho cái bình gọn như thế này hả quý vị. Rồi, H9. Mã H9. Đây. Rồi, đến với mặt H9 là em một coi về được một cái bình bình quả tiết là voi ha, cặp voi. Chung bình này là mình đựng các thứ gì mình thích để vô đây ha. Đựng gạo, đựng muối cũng được ha. Để chân đờ co cũng được ha. Chung hàng này là hoàn toàn làm bằng tay thủ công hết nha cô chú chị mình ha. Cái này núng lo củi hồi xưa cái gì này. Hôm nay núng lo củi này. Nhưng mà được cái màu mén này, hồi xưa làm màu mén cực kỳ đẳng cấp này. Màu mén khá càng già càng giả thì khá già độ. Dạ cái này em của em này, cái bình này em này bao nhiêu ta? Giá mặt hay mã H9 em Zalo của chú anh chị giá 2 triệu ha. 2 triệu ha. 2 triệu em bác ship toàn quốc. Ok, bạn đó sơ thông số giúp mình nhé. Chiều cao là 45. Cao lên 45. Dạ. Yeah. Hoành bụng nó là 92. Bình bụng 92 cả to quý vị nhé. Dạ. Yeah. Dạ 2 triệu. Mã H9 em Zalo cô chú anh chị giá 2 triệu ha. Em bao lành tích tới nhà ha. Rồi. Mã T10. À, đến với mã H10 này em Zalo cô chú anh chị là một chiếc dĩa xưa nha. Họa tiết là cá chép, cặp ngư ông. Sông nha. Sông ngư. Ủa, ngày xưa rồi ha. Khá là xưa, khá là nó rạn hết rồi, men lên rạn hết rồi. Để. Giờ em đo đường kính ha. Giá tiền của em này bao nhiêu ta? Giá tiền em này là 950k thôi. 950k cho cái gì? Em cũng còn về được, cũng còn một chiếc thôi. À, đường kính nó là 35. Đường kính 35 ha. Ừ, khá nặng. Nặng lắm quý vị ơi. Nặng lắm. Nặng ạ. Rồi. Trưng bày cũng đẹp rồi ha. Dạ. Này để trưng bày, để cái kê em có cái kê dĩa là em tặng cô chú anh chị mình thêm cái kê dĩa ha, để cô chú anh chị mình trưng bày ha. Đến với mã H10 em Zalo cô chú anh chị giá 950k ha. 950k. 950k. Ok. À giờ chuyển qua đồ đồng ha. Dạ. Yeah. Tại đồ đồng quý vị. Bỏ một cái cánh được rồi ha. Rồi. Cho một cái 5 kg luôn ha. Dạ. Yeah. Đến với mã T10 này á, là em có được em sưu tầm về được một cặp chân đèn, cặp thôi, cặp chân đèn thôi cô chú anh chị mình. Em có về hàng được sao em Zalo cô chú anh chị mình vậy ha, chứ không được nguyên bộ ha. Nhìn về mình 5 kg luôn ha. Dạ, khá nặng, cặp chân đèn xưa khá nặng cô chú anh chị mình ha. Trọng lượng của em nó là 5 kg ha, gần 5 kg. Dạ, tiền cặp này thì sao bà? Rồi em Zalo cái cặp này, về cặp chân đèn này với giá là 6.500k ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Tổng khoảng tầm 9.500 á quý vị. 9.500 đồng ấy. Cặp này em bao cô chú anh chị mình trên 9 kg ha. Chiều cao tới cái đỉnh này là 51. Còn dày lắm ha. Dày lắm. Cao 51. Cao 51. Chiều ngang mặt này là 26. Ngang là 26. Rồi. Đến với mã H11 này em Zalo cô chú anh chị với giá là 6.500k ha. Em bao ship toàn quốc. Em bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Hàng này đánh bóng lên rất là sáng, rất là đẹp ha. Ví dụ anh chị giao lưu thì mình định bóng lại ha. Dạ, em bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, ok. Dạ. Rồi đến với mã T12, H12. H12 này là em về được một cái đèn, cái nó đóng đây là hiệu Honda đó anh. Hiệu Honda. Ồ. Đây, xưa lắm là xưa rồi đấy hả? Chắc cũng hãng Honda vậy đó. Ừ. Nó có các ở trên này quý vị này. Toàn bộ ở đây là đồng ha. Cái này mới đấy đúng không? Dạ. Nắp bóng kia. Nắp này, nắp cái bóng này thì mới anh. Ừ. Cái thủy tinh ở trên là mới, còn cái đồ này là đồ đồng xưa. Không khói là mới. Ở trong đấy. Chào rồi kia kia. Dạ. Chung đây là mình dặn lên dặn xuống, dặn xài bình thường á cô chú anh chị mình ha, châm dầu vô là xài ha. Ừ. Cái này nó theo năm tháng nó cũng có bị một cái vết ở đây ha, nó có bị một chút xíu chỗ này ha, nó rạn rạn chỗ này. Em bao cô chú anh chị mình là không có xì dầu ha.
Rồi đến với mã H12 em Zalo cô chú anh chị mình với giá là 1.800.000 ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. 1.800.000. 1.800.000. Dạ. Cặp. Rồi đến với mã số là H13 này em về được một cặp đèn. Lấy cặp cái kia xuống luôn. À là một cặp ha, cái này là một dạ. cặp luôn ạ. Cặp đèn dầu cặp anh. Cái này bằng đồng luôn quý vị nhé. Dạ, cái này bằng đồng toàn bộ. Có không khó là mới thôi nha. Đấy, cái này cặp nó nhỏ nhỏ mà xinh xinh chưa? Hoa tiết đồ dưới này cũng đẹp này. Giá tiền của cái cặp này là sao đây bạn? À, cặp này em Zalo cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ha. 1 triệu. 1 triệu em bao ship toàn quốc ha. Đồ đông quý vị nhé. Mà nhìn cái nó nhỏ mà nhìn nó hay thì ghê chứ bộ. À, em bao cô chú anh chị mình đánh bóng cho cô chú anh chị mình khi mình Zalo luôn ha. Giá tiền của cặp này là 1 triệu quý vị. 1 triệu. Rồi đừng chiều cao của em nó tới ống khối luôn là 27 ha. Cao 27. Đường kính bụng nó 25. Đường kính bụng 25. Rồi, giấy mã số H13 em Zalo cô chú anh chị giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc một cặp cho cô chú anh chị mình ha. Đây, H14. Rồi đến vậy mã H14 là em về được một cái bình 5 cái ly ha. À. 5 cái ly. Nặng thế. 5 ly trà nặng lắm anh. Nặng ghê nhà. Cái này là ở ngoài bằng đồng anh. À. Nó áo lớp ngoài bằng đồng ha cô chú anh chị mình ha. Nặng lắm quý vị nhé. 6 cái ly chứ. 7 món. Dĩa không? Dạ toàn bộ luôn cái dĩa lên. 8 món. Cái này lọc vô mới đúng thầy ha. Dạ cái đó về mình rửa sạch sẽ, mình vệ sinh là gót gụ là ok. Đúng hoàng tộc luôn. Rồi đo chiều cao chiếc bình cho các quý vị tham khảo ha. Tổng chiều cao chiếc bình là 24. Cao lên 24. Dạ. Quanh bụng chiếc bình là 26. Quanh bụng là 26. Đường kính miệng ly nó tầm khoảng 5 cm cô chú anh chị mình ha. Rồi. À, cái bộ này là sao? À, toàn bộ cái bộ này em Zalo mã H14 này với giá là 2.600.000 ha. Em bao ship cô chú anh chị toàn quốc luôn ha. 2.600.000 ha. 2.600.000. Ok. H15. Dịnh cái bình. À, đến với mã H15 là em được về một cái đỉnh sông Trầm ha cô chú anh chị mình ha. Đỉnh sông Trầm bằng đồng ha. Bằng đồng quả tiết cắt đồng. Quả tiết là gồng ha. Cái này nó mấy cái này mình hay đụng vào nó sáng loáng, đồng nó sáng yeah. loáng. Cái nào mình đụng mình cầm gờ vô hoài là sáng loáng luôn. À. Ở trong là không bao giờ không gì hết nha cô chú chị mình ha. Sông Trầm. Ở dưới cái chén này người ta cũng làm hòa tiết luôn này. Dạ. Yeah. Hòa tiết. Vì cái đầu gì đây? Lân lên. Lân hả? Dạ. Yeah. Tam lân. Rồi đến với mã số 15 này H15 em Zalo cô chú anh chị mình với giá là 950.000 em bao ship toàn quốc ha. 950.000. Rồi em đo thông số cô chú anh chị mình tham khảo ha. Tổng chiều cao của em nó là 18 cm. Cao 18. Quanh bụng của em nó là tầm 35 ha. 35. Dạ. Yeah. Em giao luôn là 950.000 bao ship toàn quốc ha. Ok. Rồi. Này dán lên H16 đây. Rồi đến với hai mã H16 là em có được về một cái bình gót ha, bình gót trà, gót gì cũng được ha cô chú anh chị mình ha. Bằng đồng luôn quý vị. Bằng đồng, đồng này cũng chất liệu đồng khá xưa cô chú anh chị mình ha. Em bao chất liệu đồng là đồng xưa ha. Nó có những cái hoa tiết gì đây? Thể vỏ gì đây? Thể vỏ gì. À. Chữ tàu quý vị ha. Dạ. Đây, có khắc dòng chữ tàu. Chữ nho xưa. Rồi đến với mã H16 này em Zalo cô chú anh chị mình với giá là 900.000 ha. 900.000 cho cái bộ đồng này. Yeah. Bộ rọt này. Chiều cao của em nó là 13. Cao 13. Khó cầm. Quanh bụng của em nó tầm 30 ha. Quanh bụng của em nó khoảng 30. Rồi đến với mã số H16 này em Zalo của chú anh chị mình là 900.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến với mã H17 này là em về được cũng một cái bình gót ha. Cái này gót cũ, gót già gì cũng ok cô chú anh chị mình ha. Đấy khá là cũ, à? Khá là cũ, khá là xưa ha. Con chim gì đấy? Con vịt anh. Vịt hả? Con vịt họ Hà Tiết ta làm gì ở trên nắp vịt nè. Đấy là trên nắp của con vịt luôn. Dạ. Nhìn hay chưa? Đồ đông quý vị nhé.
đồng, chất liệu đồng toàn bộ ha. Có hai góc bên đây là nó bằng sắt thôi ha, còn toàn bộ là chất liệu đồng, ở trên đây là cây ha. Chiều cao của em nó là 15. Cao 15. Vành bụng của em nó tương đối là khoảng 30 ha. Vành bụng là 30 ha. Dạ, yeah. Cái này là từng chừng 150ml, 200ml lên. Gót được á. Rồi với giá mã, với mã là 17HH17 em Zalo của chú anh chị với giá là 900k ha. Em bao ship của chú anh chị toàn quốc ha. 900k. Rồi đến với mã H18 là em có một bộ bàn ghế ha, bộ bàn ghế này em cũng lên rồi ha, nhưng mà chưa xong giá với khách ha, nên em cũng quay lại với cô chú anh chị mình tham khảo ha. Bộ bàn ghế làm chất liệu là gỗ đúng không? À, toàn bộ chất liệu bàn là gỗ, gỗ gõ đỏ nha cô chú anh chị mình ha. Nhưng mà đồ này, hàng này là trên 20 năm cô chú anh chị mình ha. Đây, xem giùm em ha. Họa tiết hoa văn cặn ốc 7 màu rất là sáng. Cặn ốc Singapore 7 màu cô chú anh chị mình ha. Một bộ này là tổng cộng là 6 ghế một bàn hết cô chú anh chị mình ha. Tổng là 7 món ha. 7 món. Cái thước đây nè. Rồi. Rồi em đo đường kính cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Ghế nè. Chiều cao mặt ghế là tới mặt ghế luôn là 52 cô chú anh chị mình ha. Rất cao là lên là 52. Phong thủy rất là đẹp ha. Mặt ghế là 32. Mặt ghế là 32. Lọt lòng mặt đá trong là 21. Đá trong này quý vị, trong này mặt đá. Rất nhẹ dặn, rất cứng cáp là cô chú anh chị mình ha. Ừ. Rồi. Bố này là 3 phân cô chú anh chị mình ha, khá dày. 3 phân. Dạ. Rồi, em đo mặt bàn ha. Tổng mặt bàn là đường kính là 74. Đường kính mặt bàn là 74. Rồi, mặt đá trong lọt lòng nó là 54. Cao. Tổng chiều cao tới mặt bàn luôn là 78. Một bộ bàn ghế. Rồi, đến với bộ bàn ghế mã H18 này là em giao lưu cô chú anh chị là với giá là 28 triệu ha. Em bao ship cô chú anh chị 300 km ha. Bao ship là 300 km. Cái này những hoa tiết rồi chất gỗ, nói chung là làm thủ công hồi xưa. Giá trị thời gian cũng cao vậy nhé. Chung là ốc xưa, ốc rất là đẹp ha, ốc cặn ốc 7 màu rất là sáng cô chú anh chị mình ha. Gỗ ha, gỗ đỏ. Dạ, gỗ gõ đỏ anh. Gỗ này là em bao không mối mọt, không gì ăn làm tích, là coi như 99% ha. Ừ. Lâu lâu em sưu tầm về được một bộ ha. Ok. Rồi đến với mã số H19 này, em là có về được một cặp bình là bát tràng ha. Gốm bát tràng. Gốm bát tràng khá là nặng ha. Họa tiết là đắp tay. Họa tiết đắp tay luôn. Đắp tay hết toàn bộ. Họa tiết đắp tay, vẽ tay. Tùng hạt hả? Dạ, cái này là tứ quý anh. Đâu đâu đây này. Thì... dạ, tùng hạt như này giống như là tùng trúc cúc mai á. À. Bên đây là tùng, bên đây là trúc cúc mai á. Ừ. Cái này là khắc nổi, đắp nổi hết. Đắp nổi hết. Này. Toàn bộ họa tiết là nổi hết quý vị nhá. Men ràn. Quý vị có thể thấy ở là... trên đây bốn mặt này là người ta đắp họa tiết là tứ bửu ha. Tứ bửu. Tứ bửu nhưng bộ bói của tám vị tiên á, các vị tiên ha. Đây, có mọc bát tràng quý vị nhá. Hàng này cũng trên 10 năm, 20 năm trở lại của chú anh chị mình ha. Cao à. Cao, khá cao. Giá tiền cặp này thì sao bằng? Dạ, giá tiền cặp này em giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 8 triệu ha. Em bao ship cô chú anh chị mình 300 km ha. Tại cặp bình này nó cũng khá là cồng kềnh ha. Rồi, tổng chiều cao của em nó là 1m4 ha cô chú anh chị mình ha. Cao 1m4 luôn quý vị nhé. Cao 1m4. Bình bụng của em nó là 126. Bình bụng là 126. Dạ. Yeah. Quanh miệng của em nó là 39. Bình miệng là 39 ha. Dạ. Yeah. Với cặp bình mà quả tiết vậy em giao lưu cô chú anh chị là với giá là 8 triệu ha. Em bao ship cô chú anh chị mình là 300 km ha. Nếu anh chị cô chú nào ở xa mà có muốn giao lưu với em thì có thể kết bạn qua Zalo của em là số là 0939788766 ha. Ở 0903 0907 766 933 ha.
Rồi. Rồi đến với mã số H18 này là cũng mã cuối clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em những cái clip vừa qua. H19 chứ. À, đến với mã H19 này là em cũng là cái mã cuối clip của em. Em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em những cái clip vừa qua. Em xin cảm ơn cô chú anh chị mình. Rồi xin cô chú anh chị mình là ủng hộ em những cái clip tiếp theo ạ. Cảm ơn. Rồi ok.